À, chào mừng mọi người đến Thỏ TV. Hôm nay tụi mình sẽ đi từ thiện ngày đầu tiên sau một tuần không còn làm clip nữa, thì hôm nay mình sẽ quay lại. Đây là anh Bảo Ren, thần tượng của các bạn. Đây là anh Duy, đây là các thành viên của team mình. Và đây là anh Duy. Đây là anh Sơn. Kính thưa với mọi người, thì hôm nay trang tim 360 hot cứ mỗi tháng một lần có một cái chương trình làm từ thiện. Thì hôm nay trang tim 360 hot đã tìm hiểu hoàn cảnh của cô Hai Lưu, là một trong những hoàn cảnh cũng gặp nhiều khó khăn. Mò cô thì bây giờ cũng đã lớn tuổi, là xong mấy tuổi rồi, không thể đi làm được gì. Hàng ngày cô phải đi nhặt ve chai. Cô đang là một lao động chính để nuôi con dâu. Con dâu cổ thì bây giờ đang phải ở nhà nuôi một cái cháu bé, còn đang 1-2 tuổi, rất là nhỏ. Còn chồng thì đi làm con dâu rể thì đang đi làm hồ, bữa đói bữa no. Nên là xét thấy hoàn cảnh này cũng thật sự là đáng ok. Nên là thôi thì cũng hàng tháng trang tin bệnh tình thương hót gửi tặng cho cô một phần quà, là để giúp cho cô một phần nào an ủi trong cuộc sống, để cô có thể tiến lên nhiều khó trong cái đời sống của mình. Thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân trang tin 360 hót đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Đây là một phần quà gửi tặng cho cô. Giờ cô có nói gì với lại với mình thường quân được không? Cảm ơn. Cảm ơn bạn thường quân. Có gì? Cảm ơn bạn thường quân. Chào các bạn nha, mình là Tem 360 Hot. Hôm nay là cuối tuần tụi mình Tem tụi mình đi từ thiện nha. Hôm nay là gặp hoàn cảnh của bác. Bây giờ con hỏi bác. Anh Hồng. Bây giờ bác đang làm gì ạ? Giờ ở nhà. Dạ. Hồng là ngày xưa bác có đi và bác bị tai nạn giao thông, cho nên là bây giờ bác ấy khả năng bác rất là yếu nha. Thì Tem 360 Hot sẽ có một quà cho bác Hồng. Bác đang ở chỗ này là vị trí gì ạ? 171-48 đường gì? 171-48 đường Mỹ Đình. Vâng, thì xin mời các mạnh thường quân có thể đến địa chỉ này để giao lưu với mọi người và để từ thiện làm từ thiện cho bác Hồng. Xin cảm ơn. Và sau đây là sẽ là phần quà của Tem 360 Hot dành cho bác Hồng. Thứ bảy của mỗi tháng thì bên Tem 360 Hot có làm một cái chương trình từ thiện để tặng quà cho những mạnh, những hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ trong cuộc sống. Thì cô Trần thì Thu Hà này cũng là một trong những hoàn cảnh rất là đáng thương. Lúc trước đây cô không có nhà cửa ở, cô phải sống lang thang ở ngoài đường rồi ngủ bờ ngủ bụi, được một số người thương tình giúp đỡ cho cô. Có được một cái phòng trọ để ở, chứ thật sự là cô không có nhà cửa, cô phải sống lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường ngoài xá, nên là hoàn cảnh của cô rất là đáng thương. Thì hy vọng qua cái chương trình này được sự chung tay giúp đỡ cho cô Trần Thị Thu Hà được ổn định trong cuộc sống. Cô thì rất là neo đơn, không có con cái. Bản thân này để Bảo nói mà mỗi ngày phải đi bán vé số đi nhặt ve chai, nhưng mọi người thấy đó, đây là ve chai của cô thì cũng không đủ để chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Thì bản thân cô thì bây giờ cũng đã già đã yếu, rất mong quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm
tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô Trần Thị Hà này sớm vượt qua những cái nỗi khổ của niềm đau này. Xin chân thành cảm ơn. Cô Trần Thị Thu Hà này thì cô đang ở tại trọ tại 171/77 đường Nguyễn An Ninh, phường Khánh Nhì, khu Vũng Tàu. Chúc mong mọi người ở đây để chia sẻ cho hoàn cảnh của cô. Đau quá. Con là team 361 thì tụi con mỗi tháng thì tụi con hay tổ chức từ thiện đi khảo sát những gia đình hoàn cảnh khó khăn, thì tụi con có thấy là gia đình của bà cũng xứng đáng được những phần quà như này. Nó chỉ là phần quà nhỏ bên tụi con thôi. Thì theo như con được biết là gia đình bà là bà đang bà không có con cháu. Dạ. Và bà hiện tại đang đi làm công việc gì ạ? Cô cạo gió, tôi giác thôi. Dạ. Bây giờ một ngày. Dạ. Cái đó thì cái này thì cũng không có thường xuyên. Dạ. 5-3 ngày cũng có bệnh vậy thôi. Vậy chứ còn không có thường xuyên, mỗi ngày cũng có. Dạ. Vậy thì lúc này thì con biết là dạ. Để nên cái này cũng mệt con chiếm hết rồi. Dạ. Để nên là cũng có làm ít hơn. 2-3 ngày cũng có được người. Dạ. Dạ. Vậy là công việc của bà rất là thất thường, do đó mình không có thể nào mà có chi phí hàng ngày được. Đâu, thì đây là cái chị mà ở chung với bà để đi xe máy thôi, chứ còn thật sự là đây không phải xe máy của bà. Căn nhà của bà đang ở là thuộc là của nhà bà, ông bà để lại, nên cũng không phải là của bà. Để bà có điều kiện để xây sở thì hiện giờ căn nhà của bà cũng rất là nhỏ và đang dục nát. Thì qua video này thì mọi người cũng biết được là hoàn cảnh của bà Ràng cũng rất là khó khăn và công việc rất là thất thường, không phải là được thường xuyên theo một ngày. Thì bà còn sống với một người cô nữa, thì là hai và hai người sống tương tự vào nhau bằng cái nghề là giác hơi và mình bán trao. Và nếu mà ai mà có kiểu như là có nhu cầu về giác hơi á, thì bà Ràng ở đây là coi như là về công việc rất là tận tình, về cái chuyện giác hơi này rất kỹ càng, cho nên là mấy người tới là người ta rất là thích, nên là người ta cũng lại hoài. Và qua chương trình này thì mình rất là mong rằng là các cô chú, các anh chị hay là các mạnh thường quân có thể mà biết được, có thể đến chia sẻ cùng với bà tại địa chỉ là 67 Triệu Việt Vương, thành phố Vũng Tàu. Và bên cạnh đó thì bên team của tụi con là team 361, tụi con có đi từ thiện hàng tháng, đầu tháng là thứ bảy chủ nhật là tụi con sẽ đi, cho nên là có thể là tháng sau tụi con sẽ gặp bà. Và tụi con có để sẵn quà ở đây thì tụi con xin gửi bà. Cảm ơn. Dạ. Thì phần quà ở đây cũng không có to tát gì cả, nhưng mà con mong là bà cũng vui được phần nào. Mừng lắm là cậu con đâu có ai cho cường, tại vì ai cũng đủ cái khả năng của gia đình nữa, nên ta chỉ đau bệnh thì ta lợi cái giá thôi, mà có nhiều ta cho nhiều, có khi 20-30 cũng có, mỗi đó khi 30-40 cũng có tiền, thì người ta có tiền người ta cho, có được lắm đó. Giờ cũng bệnh quá mà con có tiền nó cũng chịu thôi, bây giờ mình cũng không nói gì nữa hết rồi. Người ta nói là người ta nghèo quá, người ta không có tiền, nhưng mà bệnh quá con không biết nó đi đâu, mà đây với bà thằng ở đây là một lần là tao cô là khỏe rất lâu, giờ nào bệnh là trở lại. Bà Liên năm nay đã 75 tuổi và cuộc sống thì rất là khó khăn, không có con cháu gì và còn phải đi bán vé số để hàng ngày kiếm tiền mưu sinh. Thì lúc trước bà có ở một phòng trọ thì do giá trọ nên bà phải chuyển về đây, thì ông chủ ở đây trọ ở đây thì có giảm tiền phòng cho bà để bà có thể ở, thì cô con ở đây
con không có gì nhiều nên gửi cho bà một phần quà nhỏ. Tôi sẽ giảm bớt hợp đồng, làm hợp đồng này giảm bớt cho bọn không. Ông đã nói như thế tôi đã đi rồi, tôi đã thuê người ta rồi. Bây giờ nhận lời rồi, bây giờ mà lại ấy thôi thì tôi không ấy. Bởi ông bà bảo tôi đi thì tất nhiên tôi phải đi chứ. Vâng, tôi đi mướn chứ không phải tôi ở nhờ. Thế tôi có nói là như thế. Thế là một tuần sau thì tôi đi sang bên này thôi. Cái cô quen cô ấy biết cái gia đình chỗ đây, cô ấy dẫn sang. Vâng, thì có cái này. Cuộc sống của ông ngoài ra, còn con ông thì đi giác mướn thì cũng không có phải là thu hoạch được bao nhiêu tiền cả. Thì cuộc sống còn rất là khó khăn. Tuy nhiên thì nhìn thấy cái ngôi nhà này, chúng ta tưởng là rất là bề thế nhưng mà do ông bà để lại. Nhưng mà lúc về cái tuổi già hôm nay thì ông đã coi như là tuổi kiệt sức rồi, không thể có đủ cái kinh tế để mà sống nữa, nên ông phải bán vé số để ông dành dụm nuôi thân. Rất mong được quý vị mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm tài trợ ủng hộ. Em tài quản qua những hoàn cảnh này. Em đại diện 360 hot. Em nói là hôm nay đại diện 360 hot. Đại diện 360 hot. Cô nhận nhiều đi. Cô nhận nhiều, cảm ơn nha. Dạ, xin thưa với mọi người, như quý vị mạnh của quân, như nhà của ông Đỗ Có ở đây, thì ông năm nay đã 70 mấy tuổi. Cuộc sống của ông thì còn rất là vất vả. Thì hàng ngày ông phải xuống núi, leo núi rất là cực. Rồi khoảng là đến đêm hôm thì ông mới trở về lại.
Tuy nhiên thì ông có một đứa con, nhưng đứa con cũng không đủ điều kiện để nuôi ông, phải đi làm giác mướn bữa có bữa không, chứ không phải là lúc nào cũng có. À, thì chúng ta có thể thấy rằng cái ngôi nhà này tuy là bề thế khang trang, nhưng thực tế nó là một trong những nhà của ông bà để lại. Nhưng đến giờ phút này thì ông Đỗ Có thì đã già cả, không thể nào có những cái sức khỏe để làm ra nhiều kinh tế để nuôi sống bản thân nữa. Nên là rất mong mọi người dưới đồng mạnh thường quân, các nhà tài trợ chung tay ủng hộ giúp đỡ cho nhà ông Đỗ Có sớm vượt qua những cái khó khăn này, giúp cho ông an hưởng trong những lúc tuổi già sức yếu như thế này. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình Em 360 Hot, chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân, những người đã hỗ trợ xem cái clip này, cùng chung tay giúp đỡ chúng tôi thực hiện những chương trình lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Đang đến nhà của anh Lập, bị tật nguyền và anh bán vé số hàng ngày. Cho nên là tụi mình có một phần quà dành tặng cho anh. Dạ em thì em có không biết nói gì thôi, em có cảm ơn mọi người. Thì thường anh làm thì anh làm đi bán bằng cái số ở những đoạn đường nào anh? Dạ ở Lê Hồng Phong à. Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phụ. Lê Văn Phụ. Dạ. Bắc Vũ. Dạ. Xã. Vâng, thì mọi người có mua vé số thì sẽ có thể mua ủng hộ anh Hiệp nha. Anh xin quý vị mạnh thường quân cũng như mọi người chúng ta cùng chung tay ủng hộ giúp đỡ cho anh Lập vượt qua những cái tật nguyền này, thì ở tại địa chỉ là 115 sạc 58 sạc 7 sạc 2A Lê Lợi, phường Thanh Nhì, thành phố Vũng Tàu, trước đây là phường 6. Trương Công Định, Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Dạ, đây là phần quà của Trang Tên và Đức Sống Người Hót gửi tặng cho chú, của chú Tăng Bá Được đang ở, không phải là nhà xây mà là do nhà nước hỗ trợ nhà tình thương để xây lên, do là bị bão tố nên là cái bảng nó bị bay rồi, chưa có làm lại được, đang xin phép để làm lại cái bảng đó. Thì chú Tăng Bá Được thì đang bị tai biến mạch máu não, còn cô thì đang đi làm thuê làm mướn, nên là gia đình cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Con của anh Bon 5 tuổi, tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hiện nay thì em đang ở nhà, chưa có điều kiện kinh tế để đến trường. Qua đây rất mong được sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của quý vị mạnh thường quân, cũng như các nhà hảo tâm.
để tài trợ cho em Nguyễn Thị Tuyết Mai sớm có điều kiện đến trường để xóa mù chữ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem clip này. Thì hôm nay có một số phần quà nhỏ là gạo với một số cái kẹo dầu cho cơ sở trung tâm tàu số phần quà nhỏ hơn, nhưng mà mong rằng cho trung tâm này nhiều cho các em nhỏ cái chỗ nhỏ ở đây có được cái sống tốt hơn chút. Hay nói được vài câu giới thiệu về trung tâm của mình này cho mọi người biết. Chúng có ba cái cháu ở đây, em ở đây để những có bé nhỏ ở đây thì mà tự chứng. Ở đây còn ở với cô đây thì có 14 đứa. Dạ hai thôi, còn người lớn thì tính nhiều lớp cô không được hết số lớn, chỉ có số nhỏ này thôi. À, thì thấy cô cũng cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Cô tên gì? Chương trình cơ hóa Lê Thiên Anh. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Dạ.